đi theo trình độ là tốt đẹp đấy, thì là niệm Phật. Nên là tu theo các môn niệm Phật, Phật con cũng niệm Phật mà. Mình cũng tu theo các môn niệm Phật, con cũng trình độ. Có khi những đức lên thời điểm này công phu thường xuyên của một ngày, mình lên mình tu tập, mình thấy dù nhắm mắt hay mở mắt gì, nhưng mà cái quan trọng nhất là tâm sáng, quý vị. Có nghĩa là mình tu tập lúc mình niệm Phật, lễ Phật, mình nhắm mắt hay mở mắt gì nó không quan trọng. Quan trọng là lúc đó tâm mình sáng, thì tự nhiên một thời tu của mình rất là đặc biệt. Nghĩa là nó không bị trở ngại. Nghĩa là nó không bị trở ngại. Này quan trọng. Giống như cuộc đời con người gì, có những lúc bản thân mình cũng phải nhắm mắt thôi. Có những việc bản thân mình cứ nhắm mắt cho nó qua phước rọi, chứ đừng có cái gì cũng mở mắt to quá. Mở mắt to quá, nhìn thấy nhiều thứ quá trong cuộc đời, có những lúc bản thân lại chuốc cái khổ và sanh phiền não. Nghĩa là bớt một việc, đỡ đi một việc, thêm một việc, phiền não thêm một chuyện. Đó. Nên con người mình nghe đạo mà mỗi ngày niệm Phật rồi lễ Phật này giết, thật sự mà nói chắc chắn là giúp mình nhìn thấu, quý vị. Nhìn thấu cuộc đời. Thì ra rõ ràng, nếu như mà mình gặp Phật Pháp mà mình không có dụng công tu tập, thì khó thế nào cho mình cái góc độ nhìn thấu cái cuộc sống của cõi đời này lắm, quý vị. Nên rõ ràng là con người phải được sự trải nghiệm trong thuận nghịch. Rồi khi mình niệm Phật lễ Phật nó lắng động lại, mới đi sâu vào cái định luật nhân quả, nó mới không buồn trách người ta thật lòng. Chứ nếu không thì chúng ta chỉ nói đầu môi chót lưỡi thôi, chưa chắc. Có những cái chúng ta nói mình không buồn đâu, nhưng mình sẽ buồn. Có những khi mình nói mình không trách đâu, nhưng mình sẽ trách. Nhưng mà chỉ có niệm Phật lễ Phật thật sự, nó mới lắng động tâm lại được, và thật sự đi sâu vào định luật nhân quả. Nhớ nghe quý vị. Nên á, mỗi một con người mình để ý đi, có những cái thời gian nào đó mình đã từng rất quý mến một người nào đó, không phải những đức, quý mến một người nào nhiều lắm, rồi vì thấy rằng cái duyên ăn tình đó nó đã trả xong cho người đó, tự nhiên một ngày nào quý vị gặp những đức, quý vị lại quý mến những đức, thì mình rõ ràng, mình thấy rõ ràng cái cõi đời này gọi là nhìn quả biết nhân, là cái nhân mình đã gieo tình cảm đó quý vị, mà nó trả đủ lúc đó thôi, rồi đến lúc nó không còn quý mến gì nữa chứ. Thì ra là giữa con người đến với con người trong cõi này là bốn mối nhân duyên: đòi nợ, trả nợ, báo ơn, báo oán. Bốn mối nhân duyên này là biến tướng của duyên nghiệp mà chúng ta gặp nhau ở cõi đời này. Nên mới nói là tin nhân quả rõ ràng. Nên mình mỗi ngày niệm Phật lễ Phật, mình tu tập xong mình ngồi nói chuyện với nhau chút xíu gì, thật sự là nói là nó lắng động tâm đó quý vị. Lắng động tâm, lắng động tâm lại, và nó giúp cho mình có góc độ nhìn thấu đặc biệt lắm. Và con người mình nó sẽ an lạc, nó nhẹ nhàng cái tâm như thế nào. Đúng là rõ ràng những thời công phu niệm Phật lễ Phật này mà quý vị đừng nên giải đãi như Đức nói. Đến một ngày nào rồi nó an lạc, nó vui rồi, quý vị sẽ cảm giác là nó không bao giờ có cái niềm vui nào ở thế gian này so sánh bằng đâu. Chắc chắn luôn. Bởi vì lúc trước mình nghe chư tổ sư đồ các ngài nói rằng là cái sự an lạc của niệm Phật, cái vị niệm Phật, sanh pháp lạc của niệm Phật thì không có cái vị nào ở thế gian này bằng. Mình chỉ nghe vậy thôi, mình cũng thích á, nhưng mà thật sự mình chưa nếm được cái hương vị đó. Nhưng khi mà quý vị dụng công tu mỗi ngày nè, niệm Phật lễ Phật nè, trong cái lúc an lạc đó quý vị sẽ có một cái vị an lạc của niệm Phật, quý vị sẽ thấy đúng là quá tuyệt vời.
Mà cái vị này nó cứ tích tụ cho mình quý vị, tích tụ cho mình, tích tụ cho mình đi đến cái lúc mà thọ mạng mình đến, thì con người này thật sự mới tỉnh táo. Tỉnh táo. Nên cuộc đời con người chúng ta đa phần, chúng ta tự nhìn từng đời con người đi qua, chúng ta thấy con người cứ chạy theo danh lợi, hơn thua trong danh lợi. Ai chỉ cần đụng đến cái danh cái lợi của mình thì con người chúng ta sẽ không bao giờ chấp nhận và chịu nổi. Nhưng đến khi thọ mạng đến thì kêu gào khổ đau và cái chết thì đa phần là đi xuống tam đồ ác đạo phần nhiều. Mình mà nhìn thấu cái cuộc đời này rồi, bản thân quý vị sẽ hiền liền, bản thân quý vị sẽ siêng niệm Phật liền. Khi công phu xong quý vị sẽ bấm số niệm Phật, quý vị sẽ móc câu Phật hiệu này liền. Cái nơi ở gần chỗ những đức, thấy hôm qua có một người chết, sao những đức đi đến đâu là chỗ đó có người chết ngồi ghê. Mà quý vị biết rằng là những đức đứng ở trên nhà, những đức nhìn qua, những đức thấy vắng vẻ và không có một người niệm Phật nào cả. Và vừa mắc xong là tặng liệm. Và có nghĩa là cái đám rất buồn, vì nó cái nơi mà gọi là thành thị, quý vị, nó rất là buồn. Thực sự nó vắng vẻ vô cùng. Mình nhìn đúng là một đời người đi qua, thấy không? Nên bản thân mỗi người mình hàng ngày huấn tập gì nè, là đang tích lũy cho chính mình nè quý vị. Quý vị biết giờ này bao nhiêu con người, người ta đang lao theo cái cuộc sống, thật sự người nói khó dừng lại được. Còn mình giờ này mà quý vị biết rằng là chúng ta còn được ngồi đây để nói chuyện, để mà nhận thức về Phật Pháp, thì đúng là quá quý. Cái này là phước duyên không đơn giản đâu quý vị ơi. Có những người giờ này là ở nước ngoài, bên Mỹ đâu, cũng đang ngồi đây nè. Có những nhóm Phật tử tu Bình Định, Quảng Tâm rồi mấy cụ đồ rất là đông, thấy chưa? Nên tu tập đồ. Rồi có một đứa bé nhỏ xíu, Khang An gì đó, nhỏ xíu xíu mà lễ Phật hết một thờ. Rồi có đứa bé nhỏ mà con của Trần Lâm gì đó, Liên Phúc gì đó, mà Ba Giá mà tu một thờ ngon lành luôn, như thế. Nên từ nơi đó mà nhỏ xíu thôi quý vị. Những đức nói rằng quý vị gieo cái thiện duyên này nghe, cho con cái của mình còn hơn của cải vật chất mà cho các cháu. Thấy cái bé mà gái ngồi kia thấy không? Mặt dễ thương ngay như xíu xíu là 4-5 tuổi vậy đó. Không biết ai sắp xếp cho ngồi tu một mình vậy đó. Ngồi tu tập. Nên cũng quen đó, đến lớp đạo làm con ấy. Ngồi nghe nói chuyện nghiêm túc luôn đấy chưa. Ai cười mặc kệ cười, ngồi luôn cái mặt kìa. Ghét chưa. Nó nên từ nơi đó mà mình nhìn mình trong lòng mình nó quan hỷ mà nít mà cái thiện căn đặc biệt vô cùng. Nó nên bao nhiêu người mẹ đang ngồi đây mà quý vị biết bị tu tập gì ảnh hưởng gia đình lớn. Mà khi vi tu tập với từ từ cái tâm bị nó an, mà tâm bị an nó dễ tính vô cùng. Thật sự mà nói cái năng lượng nó bị chứa chan ở gia đình quý vị nó còn hơn vật chất. Tại vì họ tạo vật chất họ đem về mà họ có khi mệt quá sân si. Nên trong gia đình nó cần có một người để mà có tu tập, để đem cái năng lượng nó trang trải qua kiếm tiền mà sân si đó để giữ được tiền. Quý vị phải nhớ rằng cái người trong nhà vì tu không đơn giản đâu. Dù họ không kiếm tiền đó nhưng mà họ là người giữ tiền đó, không có chuyện giỡn đâu, giữ được tiền. Tại vì nếu hai người mà cùng lao đi kiếm tiền mà sân si đụng liền, chắc chắn luôn, có khi đổ vỡ hạnh phúc. Nhưng mà người chồng đi kiếm tiền mà người vợ ở nhà mà tu nghe,
là người vợ này nó tích tụ nguồn năng lượng rất cao. Người chồng đi làm gì mệt mỏi sân si, người vợ cái năng lượng nó có thể xông ớp được cái tâm sân si kia, giảm bớt lại, rồi nó mới cảm giác được đúng là rõ ràng cái gia đình này có người tu đặc biệt nè. Nên mỗi ngày mới bị niệm Phật lễ Phật nó không đơn giản. Nên Hòa Thượng Diệu Liên này nói một câu, nói rằng một ngày bạn kiếm được nhiều tiền nhưng không bằng bạn niệm Phật lễ Phật với đạo tràng 5-10 phút. Cổ này quý vị lễ được 40 phút không đơn giản. Nên những đức thấy rõ ràng nè, quý vị biết rằng nghe, những đức nói đây là bằng cả tấm lòng những đức. 15 năm đi tu, thời điểm này là thời điểm cảm giác pháp môn niệm Phật sâu sắc nhất của cuộc đời những đức. Rõ ràng quý vị ơi, pháp môn niệm Phật này nó không phải chỉ có nói không đâu quý vị à. Không phải chỉ có khuyên người ta niệm Phật không đâu quý vị, không phải đâu. Mà pháp môn niệm Phật này là chính quý vị là người phải hành trì thì quý vị mới cảm nhận được cái câu Phật hiệu này như thế nào. Những đức nói có khi cái người hướng dẫn quý vị họ cũng không bằng quý vị luôn. Đây là những đức nói 100% là chính bản thân những đức hướng dẫn người ta niệm Phật rất là nhiều năm nè. Những đức còn không bằng người những đức hướng dẫn luôn. Tại vì sao? Vì chính bản thân họ dụng công tu, còn chính bản thân những đức chỉ biết tịnh độ thù thắng, giải mà không hành. Những đức giải là nói quý vị nói được, nhưng mà những đức không hành. Bây giờ thời điểm mới là thật sự những đức có cơ hội để hành trì pháp môn niệm Phật. Khi niệm Phật lễ Phật một ngày 4 năm thờ thì biết rằng là trong lòng những đức rất là an lạc, rất là nhẹ nhàng. Thì ra là cái rung này mà vào tu rồi là chắc chắn là quý vị có thời gian là không bao giờ bị bỏ thời khóa tu đâu. Vì cái thời tu nó quá an lạc, nó quá thoải mái, làm sao mà bỏ được. Quý vị mà không tu một thời vì sẽ thấy thiếu này, cho quý vị thấy nè. Thấy thiếu đó. Nhưng mà cái duyên những đức nó cũng là một cái gốc để mà dẫn dắt người ta niệm Phật. Thật sự mà nói, thí dụ như quý vị lên tu đi, vì gặp thấy có những đức đi bị tu, vì sẽ cảm giác nó sẽ khác khi mà những đức không tu đó. Nó lạ vậy đó. Tại vì cái duyên của người này nó dày cái chỗ đó. Mà những đức mà chịu hành trì nữa là cái lượng người mà đủ duyên chúng ta là những bạn sen á, gặp nhau là nó càng hưng khởi cái tâm niệm Phật. Nên những đức nói đây là một cái đạo tràng thù thắng. Một đạo tràng trên không trung cực kỳ thù thắng. Quá thù thắng. Giờ này mà 800-900 người tu không đơn giản quý vị ơi. Nên đây là một cái đạo tràng quá đặc biệt. Mà đây là bao nhiêu con người ở các tỉnh thành mà gom lại thành cái số lượng con người trên không trung này mà một cái đạo tràng quy về một chỗ gì. Nên những đức nói rằng là đúng là cái pháp môn tịnh độ này là pháp môn đặc biệt. Một đứa con nít nhỏ xíu 4-5 tuổi mà ngồi nghe nói chuyện rồi tu tập lễ Phật một thời với người lớn không đơn giản đó. Nó như cái thằng nhỏ Liên Phúc gì Ba Giá, thằng Liên Phúc là thằng trai ăn gái từ nơi đó. Từ nơi đó mới bị biết nhỏ xíu xíu gì mà lễ Phật với mẹ, mà ảnh cũng anh chạy anh chơi đâu mà lễ Phật nghe. Nó nên việc phải tập sự mà đừng ép, được nhiều được thì duyên, thấy không? Nhưng mà vậy là các cháu quá ngoan, quá dễ thương. Nó nhiều cháu nhỏ nữa mà giờ thấy cái hai cháu nhỏ này, tại vì cái màn hình nó lên có nhiều. Nên bây giờ mà nói mà cái màn hình này lên được 1 hàng, 2 hàng, 3 hàng, 4 hàng, 5 hàng, 6 hàng. Một hàng coi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nó có nghĩa là 49 người. Nó hiện lên cái màn hình đưa tay. Nên nó từ nơi đó mà mấy chú bấm lên thì những đức thấy những người phía sau thêm. Nên những đức này lâu lâu có những bài hát ấy, những đức kêu chú Tâm Nhiên ông chụp lại hết từng đợt hình. Cái quý vị nghe coi bài hát vì thấy có hình ảnh vì hết luôn à. Đó, nên từ nơi đó thật sự mà nói mình cũng làm một cái gì đó, nó cảm thấy cũng là một cái kỷ niệm quý vị. Như cái room mình bây giờ là đúng là cũng là một kỷ niệm đặc biệt của cuộc đời những đức nè. Nó cái duyên mà chùa chiền nó vừa xong thì cái duyên Phật A Di Đà ngày bổ xứ cho mình phải làm cái duyên trên không trung, đạo tràng không trung. Cái này là nói rất thật lòng quý vị. Giống như Phật A Di Đà ngày sắp xếp những đức làm sao á. Lúc ở chùa ngày cũng sắp xếp những đức rồi xong, những đức vừa xong cái trách nhiệm ở trong ngôi Tam Bảo đâu vào đó hết trơn, rồi bắt đầu ngày sắp xếp những đức một trách nhiệm mới.
Rõ ràng bây giờ trách nhiệm mới Nhân Đức là Nhân Đức phải hành trì nè. Hồi đó giờ Nhân Đức giải nghe quý vị, bây giờ Nhân Đức hành nè. Rõ ràng đối với hồi xưa Nhân Đức giải là nói á, bây giờ Nhân Đức hành với quý vị. Hành xong rồi nói vài câu về cái cảm giác mà bản thân mình niệm Phật cho quý vị nghe luôn. Rõ ràng giống như Phật A Di Đà ngày bổ xứ cho mình cái công việc cho mình phải làm việc. Tại vì ngài thấy con người này cũng là phàm phu mà họ chịu làm việc cho Phật A Di Đà. Thật sự quý vị nghe, trong lòng Nhân Đức chỉ thích làm việc cho ông chủ A Di Đà Phật. Nó thật sự luôn. Ngài trả lương sao Nhân Đức cũng không đòi hỏi tùy ngài. Nhưng mà Nhân Đức rất thích làm việc cho Phật A Di Đà. Cái này là 100% nói con cũng là một phàm phu thôi, còn sai, nhưng con chỉ thích làm việc cho Phật A Di Đà. Nếu con đến nơi nào ai làm chủ, nhưng người đó phải là người cho con làm việc cho Phật A Di Đà, con mới ở, con mới làm. Thì vị biết rằng là làm việc ở đâu cũng được làm việc cho Phật A Di Đà. Ở chùa, hai ngôi chùa cũng làm việc cho Phật A Di Đà. Để là một kỷ niệm mà thật sự khó phai trong lòng người khác. Xong khi bước ra ngoài thì lại làm việc ở trên không trung, ở trên mạng, ở trên room, bao nhiêu con người đông gì. Đây là những kỷ niệm của cuộc đời mình rất lớn quý vị ơi. Thật sự chúng ta được gặp nhau trong cuộc đời này, trong cái thời của con người chúng ta được gặp nhau nè. Đến một ngày nào chúng ta sẽ già và ra đi. Đây là những kỷ niệm dấu ấn cuộc đời rất là thù thắng. Nhân Đức mong rằng những người cùng thợ Nhân Đức cuộc đời này, chúng ta hãy cố gắng niệm Phật. Và những lời chân chắc thật thà nhiệt tình của Nhân Đức nói với quý vị, quý vị hãy lắng động tâm lại, có những lúc quý vị sẽ gỡ bỏ được rất nhiều thứ rắc rối trong tâm tư quý vị. Quý vị sẽ cảm thấy mình hạnh phúc lắm, rất là bình an, rất là thoải mái. Và cái quan trọng là chúng ta mỗi ngày động viên nhau niệm Phật. Đây là cái quan trọng nhất. Nhân Đức nhìn rất nhiều cụ già đã ngồi đây niệm Phật nè. Nó như bên Bình Định mình gì đó, Đồng Sáng, Quảng Tâm gì đó. Nên từ nơi đó mà mấy cụ mà niệm Phật được gì là Nhân Đức rất là mừng cho các cụ. Tuổi già cố gắng niệm Phật, tuổi trẻ cũng cố gắng niệm Phật. Và cha mẹ cô Kim Quy gì đó, hai ông cụ lúc nào cũng lên tu niệm Phật. Em lớn tuổi mà niệm Phật vậy là đặc biệt lắm. Các cụ cố gắng niệm Phật, nhất định nghe đối với con cháu, thương nhưng mà phải nhìn thấu. Vì một ngày nào mình cũng sẽ xa con cháu thôi. Nên bây giờ mình thương thì thương, nhưng mà mình phải biết rằng là cái cõi đời này sinh ly và tử biệt, hợp tan, thấy không? Nên mình phải về thế giới cực lạc đi, khi mình hợp lại nó mới thù thắng. Còn nếu như mà tình chấp với cõi đời này, mà dính mắc cái cõi đời này, mình không giảng sanh là cái như thua. Thua. Nên người trẻ cũng vậy, bây giờ phải nhìn nhận cho sâu sắc nè. Dù tạo gia đình, vợ, chồng, con nghe, nhưng mà phải nhìn thấu cuộc đời này, có hợp thì có tan, phải chấp nhận thôi. Đừng bao giờ nói rằng là tới già gì mới tan, chưa chắc. Có những lúc trẻ nó cũng tan, phải chấp nhận nghe. Không chấp nhận không được đó. Học Phật rồi phải tin nhân quả và phải chấp nhận cái xa nhau, và phải chấp nhận cái chia tay bất tử trong cuộc đời này luôn. Cái này là những điều mình nhắc trước quý vị ơi, phải điều chấp nhận hết bất cứ một sự việc gì đến chúng ta. Tại vì có hợp tức là có tàn, không có buổi tiệc nào mà không tàn, nhớ kỹ nghe, không có tiệc vui nào mà không tàn cả. Nên con người chúng ta phải chấp nhận hết những cái sinh ly tử biệt trong cuộc đời này. Nên gọi là đòi nợ trả nợ, báo ơn báo oán mà. Nên mình không bao giờ thất vọng ai, mình không bao giờ buồn trách ai, mình hãy sống như vậy thì tuyệt vời. Nhân Đức nói nếu như quý vị có thời gian, quý vị cứ ở nhà lo niệm Phật. Bây giờ Nhân Đức mới cảm nhận thật sự sâu sắc cái việc đó. Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không này nói: biết ít phiền não ít, biết nhiều phiền não nhiều, diệt ít phiền não ít, diệt nhiều phiền não nhiều. Nếu như quý vị là người đủ duyên, không có bao nhiêu việc mà lo niệm Phật không, quý vị là người đại phước báo trong cuộc đời này, 100% quý vị luôn. Không có cái phước đức nào bằng cái việc quý vị niệm Phật hết, thật sự luôn. Còn nếu như quý vị có duyên đi làm việc thiện, việc tốt cứ làm. Nhưng nếu quý vị không có cái duyên đó, quý vị cứ lo niệm Phật và sống cho thật là tốt, sống cho tròn trách nhiệm mình đi, là một công dân tốt, sống cho thật là đúng đắn, niệm Phật đi. Rồi quý vị sẽ thấy cái ý nghĩa đặc biệt tuyệt vời. Vì quý vị không biết nhiều, không quen biết nhiều, không giao du nhiều thì đỡ bao nhiêu việc phiền phức. Đỡ bao nhiêu việc phiền phức luôn. Đem tất cả công việc nó gói gọn trong câu A Di Đà Phật niệm đi. Rồi quý vị sẽ thấy tuyệt vời.
Hỏi quý vị biết thời điểm này Như Đức giống như hai bên vai Như Đức nó buông xuống một gánh nặng, quý vị ơi. Rồi xong không nghe, không thấy, không biết gì, chỉ có niệm Phật thôi. Thiệt tình mà nói đúng là phải được may mắn thay được có thời gian này. Nếu như những đức cứ lao hoài như lúc trước luôn thì cũng phải làm. Nhưng cái phước hữu lậu thế gian, thật sự cuối cuộc đời khó giảng sanh, khó giảng sanh lắm. Dù khuyên người ta niệm Phật giảng sanh, nhưng mà những đức có khi không biết giảng sanh đi đâu. Tại vì mình không dụng công niệm Phật, quý vị ơi. Đó, nên mong quý vị mỗi ngày chúng ta học tập gì, gỡ những cái rắc rối trong tâm, không buồn giận để trong tâm, càng tu càng dễ tin, thì tự nhiên nó trẻ trung và người ta nhìn mình ta cũng thấy thương nữa. Tại vì mình hiền, mình vui, cái mặt mình hiền, vì mình niệm Phật với mình hiền, chứ mình không có dữ. Đó, rồi mình không có buồn ai để trong tâm là người ta thấy người ta quý mến quý vị, là người ta muốn niệm Phật theo. À, thôi chúc quý vị an lạc nha. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc quý vị ơi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh. Tịnh độ. Chúc đại gia đình chúng ta an lạc quý vị ơi. A Di Đà Phật.